vô mông cửa anh đất sẽ chia. Người còn dám tộc ta, ta sẽ đi mất cha. Nếu là người lén chèo tường ra để ăn cắp trứng chim, xem chúng té xuống nhà cầu, để cho người bị đánh nát mông. À, anh họ, em xin anh nha, đừng có biết những ai. Còn lắm là em chan chọc lại. Vậy người nói với ta, bên ngoài sao hồn hào như vậy? Những ai đang muốn là ở ngoài sân lớn, trong nhà đã tới nhiều khách. Những người tới lại à, như là các phái Thiếu Lâm, Võ Đường, phái Cò Trắng, phái Vịnh Xuân. Mấy người chứng môn nhân mà thiệt náo nhiệt lắm đó. Ờ, lại tới kiếm trà để đấu võ hả? Không phải đâu, nghe nói là Dương Hai cố tình mời họ tới để coi ổng rửa tay đó. Rửa tay? Rửa tay mà có nhiều người tới coi. Vậy ăn cơm đi cậu rồi làm sao? Mình đi coi. Ý. Ồ, hay, hay quá, hay. Mẹ đừng cản con mà. Con thiệt là to gan, dám chạy ra mà không ngồi trong phòng sách để học hành. Nếu như để cho cha con biết được, ông sẽ đánh cho con nát mồng. Mẹ, mắng sườn khổ độc, độc ngày độc đêm, khiến cho bính con cũng thẳng luôn. Cha con mà làm như vậy cũng chỉ là vì con thôi. Hả? À, không lẽ lần này cha rửa tay cũng vì con? Dĩ nhiên rồi. Nè, có phải là lợi một chút, để cho con bắt gặp con là bị đòn đó, có biết không? Ừ. Các vị đồng đạo Võ Lâm, họ Dương này mạo muội mời các vị tới đây là muốn mượn dịp này tuyên bố với các vị, tại hạ kể từ hôm nay rửa tay thao vàng, rút lui giang hồ. Dương huynh với Thái Cực Thần Quyền Dương Danh lập nghiệp, thật là kính phục Dương huynh chủ trì chánh nghĩa. Không biết vì chuyện gì lại rút lui giang hồ vậy hả? Từ ngày Bắc Quốc Liên Quân xâm nhập Trung Hoa nội, ưu ngoại loạn không ngày nào yên ổn. Tại hạ chỉ mong được uy ẩn sơn lâm, nuôi con thành tài. Ồ, thì ra cha rửa tay là vì muốn truyền cho ta Thái Cực Thần Quyền. Anh đừng có học. Tại hạ với các anh hùng quen biết mấy mươi năm nay, dĩ nhiên có người muốn trả ơn cho ta, nhưng cũng có người kiếm ta trả thù. Chỉ mong sau này khi rửa tay thao vàng, rút lui giang hồ, nhất tiếu bỏ ân thù. Ngươi lại! Vị anh hùng này, xin thứ lỗi tại hạ hiểu biết nông cạn, xin lỗi các hạ quý danh là gì? Họ Dương không tên, chỉ nhận một cú pháp này đá các Bắc Phương vô địch thủ. Hôm nay đến đây thọ giáo Thái Cực Thần Quyền của ngươi. Tại hạ đã quyết tâm rút lui giang hồ. Anh hùng nếu muốn phân hơn kém, tại hạ chịu thua là được rồi. Chà, mới đây đã chịu thua rồi sao? Đánh đi. Ta nghe nói Thái Cực Thần Quyền của Dương gia mềm mại như không xương, bây giờ coi bộ không những là không xương mà còn nhút nhát nữa. Được. Được, ngươi không ra tay hả? Hôm nay tại hạ nhất định phải đá cho ngươi ra tay. Trong tiểu thuyết kiếm hiệp đã nói, cao thủ đấu nhau dùng miệng chứ không dùng tay, đó mới là lãnh giáo cao nhất. Ta nghĩ hay là không đấu võ mà đấu văn, ngươi thấy sao hả? Đấu giận, đấu gì nào? Đơn giản thôi, hai người chỉ có thể dùng miệng để xuất chiêu, nói ra cách tấn công và phương pháp quá giải để phân hơn kém. Vậy có nghĩa là dùng miệng hả? Ông già có được không vậy? Ngươi là khách, xin ra tay trước. Được, hắc hổ thấu tâm. Ta đã cứu cản ngàn, đấm cái nội xoay cản mạch môn. Từ rút quyền phải ra Thiếu Lâm thiết xa trưởng. Lại ra cứu cản ngàn, ta rút xong trưởng ra quyền liên quan. Ta vẫn là cứu cản ngàn. Cứu cản ngàn? Sao ra chiêu đó hoài vậy? Còn có chiêu khác không? Vì ngay thế lưu cũng là một chiêu cứu cản ngàn, dễ bị thua lắm. Người biết cái gì, học nghề đi. Được, cho người biết cước pháp của ta. Nhật nguyệt liên quan tố, tiền tố hậu tố, tả tố hữu tố. Hay, cha ra kim cương đổ trời. Hay. Đảo liên hậu, luôn tiện đánh trả. Được, ta tố tiếp tục. Tố 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 tố. Ngưng. Tại sao kêu ngưng? Người đã thua rồi. Ta bị thua chiêu nào? Đàn bà con gái biết cái gì? Ta làm vợ của ông mấy mươi năm, chiêu nào của ông lợi hại nhất, tại sao ta lại không biết? Dương phu nhân quả nhiên lợi hại. Thí chủ, vừa rồi hắn dùng chiêu tả hữu đăng thoái, người chưa có ra tay thì đã bị hắn đá gục rồi. Tránh ra. Thiện tài, ta không đấu miệng với người nữa, chúng ta dùng quyền cước phân hơn kém. Ta không thể. Bách thâu hiểm quả. Tốt thì là khá lắm, không thể danh là Bách Thái Dương. Ta chịu thua. Còn làm bộ nữa, hôm nay không phải người gãy ta thì gãy chân, nhất định phải phân hơn kém. Chúng ta đều là dân giang hồ, sao lại phải hiếp đáp quá vậy? Ta không những là hiếp đáp người, còn phải giết chết người nữa. Yeah!
ngựa rừng phân tâu. Liên hoàn giết tôi thôi, quay. Thập tử thủ. Xin lỗi, ta là tài quá nặng. Được, hội dân kia, ta chịu thua. Kiếp này ta không có đánh gục người, quyết không có chịu thôi. Chi vệ tánh, chốt tánh chi huệ đạo, tu đạo chi huệ giáo, đạo giả giả bất khả, truy di ly nhã, khả ly phi đạo giả. Thiên mạng chi vệ tánh, chốt tánh chi huệ đạo, hàng long phục hổ. Quan quan trung câu tại Hà Chi Châu. Vậy, động lòng hả? Yếu điệu thục nữ, quân tử háo cầu. Học dân, con đã đọc cái gì đây? Đọc đại học cho cha. Dạ được, con đọc liền. Đại học chi đạo, tại minh minh đức. Thân dân tài tử ở chí thiên, tri tử nhi hậu hứa định. Sao đây, không đi coi bệnh, lại tới làm giám học hả? Dưỡng bất giáo phụ chi quả, giáo bất nghiêm. Đủ rồi, đủ rồi. Ông rửa tay thao vàng, dọn tới Hằng Châu để ẩn cư. Ông nhốt cái thằng con với lại đứa cháu trong phòng sách, y như là bị tù. Ông thì không đau lòng, nhưng mà tôi đau lòng. Sư hữu trung khởi, vật hữu bổ mạc, tri sở tiên hậu. Học cho mau đi, nếu không cho thọt mông của anh đó. Mẹ à, tri sở tiên hậu. Đừng có nhõng nhẽo, mẹ còn cứu không nổi đâu. Ta cũng đau lòng mà, cho dù là đau lòng cũng không thể mềm lòng đâu. Con khỉ bị sốt chuồng sẽ không được lại đâu. Vừa sợ đau lại sợ ngứa, vậy thì năm xưa đừng có bị em sanh con. Thôi được rồi, bên ngoài cả đám người bệnh đang chờ ông kìa, ra coi bệnh đi. Cầm đi. Mẹ hiền thì con hư đó biết chưa? Dạ biết rồi. Mẹ hai đó, cháu nặng rồi. Rồi nè, có chuyện nha, xuống đi. Dạ. Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức. Đừng có làm bộ nữa. Dạ hai, để cái bánh xuống đi. Đói bụng rồi ăn điểm tâm đi. Mẹ à, mẹ thì là nữ tống văn. Nữ tống văn mới kịp thời. Quyền phổ, sao con đọc mấy loại sách này? Là tứ thư ngũ kinh đó, còn khác với cha mà. Cha con nhìn thấy sẽ đốt sạch đó, cất lại mau đi. Mẹ à, con có một thắc mắc. Hỏi đi. Cha có phải bị biến thái hay không? Con đâu có thể nói cha như vậy, còn bất hiếu đó. Không phải sao? Cha bắt con cùng bính lên đường, lấy chùi đâm mông, trên dưới đều bị phạt. Còn nữa nha. Còn nữa, anh họ Động Lòng Xuân. Hả? Động Lòng Xuân? Lên. Quỳnh muốn ăn cắp đầu lần ra chơi hả? Ngươi không muốn coi cho biết hay sao? Lỡ nhưng mà Dương Hai biết được là chuyện lớn đó. Nếu cha ta biết được thì ta sẽ gánh hết, cùng lắm thì bị nát mông thôi. Ta cho người biết, trên thế gian này có ba loại người. Ba loại người nào? Có một loại nói thì không dám làm, là người hạ đẳng. Một loại vừa nói vừa làm, là người trung đẳng. Vậy còn một loại? Là như mình nè. Sao hả? Là thượng đẳng, làm xong mới nói. Được. Chân. Hay lắm. Lâm đại nhân, thấy sao hả? Thấy thế nào?
Cả cả lắm. Ờ, tại đây nhân là thấy sao hả? Cả lắm, cả lắm. Cái thằng thời đó cũng dễ thương quá ha. Wow, tiền gián trận. Quên, chuyện gì đó, tại sao không đi? Ta nhìn thấy có một người đẹp, chữ lớn thì lớn, chữ nhỏ thì nhỏ, ít khi thấy trong nhân gian. Quên, bị lên đồng rồi hả? Thiệt là đẹp quá. Quân dân. Cô Dân. Ê, là người hả? Người coi kìa, cô làm dễ thương quá. Cô về nào có báo tin tôi biết, để tôi dẫn cô. Tôi cùng về với đám bạn mà. Chỗ này trang chút như vậy lên chỉnh ngồi nha, cha cô cũng có mặt đó. Được, bye bye. Bye bye. Quên, còn ngó gì, người ta bỏ đi rồi. Cha. Ờ, tới rồi hả? Ôi, cha hấp dẫn quá coi kìa. Giờ là anh tới, hiển cống phẩm cho Long Dương gia. Họ làm gì vậy? Đây là phong tục truyền thống, tế Long Dương kỳ, cầu mong được 10 điều gió thuận. Hiển lễ, đem đồng nam đồng nữ xuống sông tế cho Long Dương. Đừng đây, muốn mưu sát hả? Ông đâu có thế nào liền mấy đứa nhỏ xuống sông như vậy được. Cô hai à, cô phá tế lễ thì là tội lớn lắm đó, cô biết không hả? Hiển lễ. Đừng đây, đừng đây, đừng đây, đừng đây. Phá hoại tế lễ, đừng có thả họ đi, bắt đi, bắt lại, bắt lại, bắt lại, đừng có làm mẫu nha, bắt kẻ phá hoại tế lễ kìa, bắt lại, bắt lại, bắt lại, bắt lại. Bây giờ cậu cứ mau đi giúp một tay. Cô làm cho mọi người rất là giận, đừng có làm gì nữa. Trời, sao cha con quản thúc họ vậy? Chỉ là chui theo ý trời thôi, thường ngày cha thì là dung túng con quá mà. Coi đám người đó nha, thì là vô tri mà. Thì phải rồi, chỉ có những người vô học như chúng ta trở về thì mới có thể thỉnh cứu đám dân ngu muội này thôi. Đúng. Quê, con mình quá làm sao? Dùng giỡn con mình lấy hộp đi. Ông trời à, nếu như muốn đá sao không đá sớm một chút. Ê, anh đi nổi không? Đi nổi, đi nổi. Vậy đi. Đi đâu? Anh không về nhà sao? Ờ, về chứ. Vậy tôi đưa anh về. Cô đưa tôi về hả? Không được sao? Được, đương nhiên là được. Vậy đi. Anh thiệt là anh hùng quá, đã cứu được hai đứa nhỏ. Phu tử nói, kim thiên hạ đích nhĩ, phu tử bất chi quản, hà giả. Hà giả? Ý của tôi nói là làm tròn bổn phận của mình thôi. Anh thiệt là gì anh Hùng? Học văn, coi chừng làm hư cái đầu lân đó. Hả? Ý, anh là học văn hả? Phải, còn cô? Rose. Rosie. Cái đầu lân này quý giá lắm hả? Là bảo vật gia truyền của cha tôi. Ờ, vậy cha luôn. Wow, cái thằng khỉ này mới vừa ra thôi đã có số đào hoa rồi. Ý, đằng trước là làng Long Tỉnh. Anh đã tới nhà rồi. Còn phải đi thêm chút nữa. Ờ, vậy đi. Quê, học văn à, tới rồi. Còn đi nữa là tới đường Tình Viên đó. Tôi tới rồi. Mưa cũng đã tạnh rồi. Cũng đã trưa, tôi phải đi, bye bye. Không cần bái tôi đâu, cảm ơn cô đúng hơn mà. Nè, Rosie, mình còn gặp lại nữa không? Có, bye bye. Cô ở đâu hả? Làm sao tôi tìm được cô? Ở bờ Tây Hồ, bye bye.
Chào Dưỡng. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chuyện lớn rồi. Bye bye. Bye bye. Wow, đẹp thiệt ha. Sao nào có đẹp không? Đừng cá mực đó. Coi con nhà giống cái quái gì đây. Cha đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, nữa còn phải cố gắng học thánh hiền, đừng có ra ngoài gây chuyện. Con coi như gió thổi bên tai hả? Ê, mẹ. Hôm nay kêu mẹ cũng vô dụng thôi. Con coi cái đầu lân này bị con chơi ra đến kiểu nào rồi. Con lần nữa hay lân sình đi. Dạ con cũng bậy thiệt, khiến bảo vật gia trì của cha con đến nồng nổi như vậy. Con xin lỗi với cha mau đi, rồi về phòng thắc bính học hành đi. Con đâu có lỗi, kẻ làm lỗi đâu phải là con. Không phải lỗi của cháu. Không phải lỗi của con chứ lỗi của ai đây chứ? Là lỗi của cha hả? Là cha. Cha đã nhốt con giống như ở tù mười mấy năm rồi, cha không thấy quá đáng hay sao? Cái gì? Cha quá đáng? Mà nói đi, ta rửa tay tao vàng rút lui giang hồ là vì ai đây? Cha bỏ quê nhà ẩn tánh mà dành là vì ai đây? Được, thay vì để mày bị người ta đánh chết ra ngoài, hãy để ta đánh chết người cậu hơn. Đánh cho mày chết nè. Con không có lỗi. Ây da, ông điên rồi tao hả? Thế chỗ không đánh mà là đánh cho bằng cái thằng con như vậy. Ông muốn đánh nát mặt của nó hả? Ông muốn nó không cưới vợ được nữa hả? Tôi chết sống với ông nè, tôi chết sống với ông nè. Bà điên rồi sao? Cha của con lâu nay miệng cứng lòng mềm, con đừng có để trong bụng nha. Mẹ à, con hiểu được tâm lý của cha, nhưng mà con không muốn bị nhốt trong phòng. Tối ngày chỉ nhìn thấy căn phòng và chồng sách này thôi. Thế giới bên ngoài ra sao cô đâu có biết. Ê, à con à, người con gái vừa rồi lấy dù che mưa cho con về là ai vậy hả? Cô tên là Rosie. Rosie là Rose có phải không? Phải, là tên ngoại quốc. Rose có nghĩa là bông hồng đó. Bông hồng nghe thì đẹp quá. Cô là người mình mà sao đặt tên ngoại quốc vậy? Ra nước ngoài du học đều có tên nước ngoài. Lúc xưa mẹ cũng có đó mà, tên là Diana. Đài cái gì nào? Gọi là Diana. Đẹp quá. Vậy mày đặt tên cho con đi. À, kêu là Jackie. Jackie? Jackie là cái gì? Không có gì đâu. Chỉ là vì hôm xưa, khi mẹ ở khu mỏ Da Đỏ bên Mỹ, mẹ đã sùng bái một anh hùng và anh tên là Jackie. Rosie cũng nói con là anh hùng. Được, kêu con là Jackie nha. Cậu nói con là anh hùng hả? À, vậy là còn có hy vọng rồi. Bông hồng á thì có cả trí tuệ và sắc đẹp. Còn nhớ nha, nếu cổ là con chuột thì con là con mẹ bắt chuột. Làm sao bắt? Còn nhớ nha, nếu còn muốn đeo đuổi những cô gái tận thời này á, mẹ ta kêu ta phải làm mèo bắt chuột. Ta sẽ chờ con chuột này, khi nào mà nó xuất hiện ta sẽ bắt ngay. Tây Hồ rộng lớn như vậy, anh không thể hỏi cậu ở đâu, làm sao đi bắt chuột đây. Tây Hồ thật đẹp, Rosie cũng đẹp. Ê, con chuột xuất hiện rồi. Ê, cô thấy thưa tình cho ta. Chúng ta phải thúc đẩy dân chủ khoa học để cứu quốc. Ê, như vậy là cái gì? Ta cũng không biết. Ê, Rosie à, chờ tôi với. Rosie à, tôi ở đây nè. Rosie. Học văn. Kiếm cô thật là cực quá. Sao biết tôi ở đây? Tâm hữu luôn tay. Rosie à, tôi cũng có tên ngoại quốc nữa. Gọi tôi là Jackie đi. Jackie. Vậy tôi kêu anh là Jackie nha. Yes. Vậy thì mình càng hợp sơ hơn nữa. Yes. Sao anh chỉ biết nói yes không vậy? Cô nói yes thì tôi cũng nói yes. Được, vậy anh thay chúng tôi đi phát truyền đơn nha. Yes. Còn yes gì nữa? Về nhà học hành đi. Ta phải đi bắt chuột mà, chống để giùm ta đi. Jackie. Yes. Dân chủ cứu quốc đại hạ giáo. Ai muốn dân chủ, ai muốn khoa học, miễn phí đi. Thích thì lấy đi hả? Nè, gì đây? Là truyền đơn. Truyền đơn gì? Là truyền đơn là đem những gì chúng tôi muốn nói viết lên trển và truyền cho các người đọc. Ờ, tôi không biết chữ làm sao đọc. Vậy tôi đọc cho nghe. Chúng ta phải dân chủ cứu quốc. Phải rồi. Các người lấy gạo nấu cơm, ta lấy phần của các người làm ruộng nè. Chúng tôi có thể cho phần bón, nhưng mà các người phải phần bón khoa học. Phải phải. Thánh đường, thánh đường. Nè, chạy mau đi, nếu không bị bắt bị xử chém đó, chạy mau. Tại sao vậy? Còn nói thêm làm gì, chạy mau đi. Quê. Muốn chém tao hả? Qua đây, qua đây. Nè, cô Rose, cô lính thành tới đó, chạy vào đi. Chết gì đâu. Tụi này chạy nhanh lắm, hắn chậm chạp sẽ bị bắt lại rồi. Các anh đâu có thể bỏ lại như vậy. Ê, tụi này, xin lỗi, 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 xin lỗi
Chết đi, cẩn thận nha. Có sao không? Không sao. Chạy mau. Ờ. Lucy, sì, chạy mau đi, để tôi đối phó họ. Người này giao cho tôi đối phó được rồi, nghe lời tôi. Yes. Ôn Dẫn. Anh tới đây làm gì? Bác phản loạn nữa. Người này là ai? Sao quen mặt quá đi? Là bạn của tôi. Yes. Đừng nói tiếng Anh với ta. Có biết ta lại của cổ công gì? Lại là vị hôn phu. Vị hôn phu? Bây giờ cảnh cáo người, từ đây đừng bao giờ ở chung vị hôn thê của ta nữa. Anh Dân, em có tự do kết giao bạn bè. Chứ kì, mà kệ anh, mình đi. Đại nhân, cái con đồng giả đã phát truyền nơi tùm lum, nhất định là phe phản loạn. Cô gái ta đại nhân là phản loạn hả? Từ nhỏ tôi đã sống chung với ảnh có hung thú ngay từ trong bụng mẹ rồi. Có hung thú từ trong bụng mẹ? Không phải cô phản đối tự tử phong kiến hay sao? Phải. Nhưng mà nếu như chúng tôi cùng chung chí hướng thì tôi cũng sẽ lấy ảnh. Nếu như không cùng đường hướng thì sao? Vậy thì say no. Say no. Chỗ này là nơi dạy học và chỗ thiền tập của các lưu sinh. Xin chào, chào. Anh Quốc thì nhỏ xíu thôi, Trung Quốc lớn như vậy. Bọn Anh Quốc chỉ là tư thế khiêu chiến thôi. Thanh Bình đã lập tức cắt những hồng công cho Anh Quốc rồi. Nếu cứ như vậy, Thâm Quyến Quảng Châu, thậm chí Hàng Châu cũng trở thành đồ ở trong túi của bọn đế quốc Anh. Yes, anh nói đúng. Ừ, sao anh tới đây vậy? Tôi... là tôi dẫn anh tới. Chỗ này là nơi mà chúng ta thương nghị quốc sự, đâu có thể dẫn người ngoài vô đây. Tôi tin ảnh. Tôi muốn cho ảnh gia nhập vào hội cứu quốc dân chủ của mình. Tôi muốn gia nhập. Anh muốn gia nhập hả? Cắt đi cái bính trên đầu của anh đi. Cắt cái bính hả? Tại sao vậy? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đây là quy củ nhập hội. Các người đâu có cắt. Chúng tôi hả? Đây là sỉ nhục. Đã cắt rồi. Cái bính của tôi không thể cắt đâu. Sẽ bị sỉ chém à? Sỉ chém đương nhiên là sợ. Nhưng mà ta càng sợ cha của ta hơn. Chúng ta có thể trổ đầu đổ máu. Hoàng hậu Tây Thái hậu không sợ. Vậy mà sợ cha của anh hay sao? Có chịu cắt không? Tôi không chịu. Thật ra muốn cứu quốc, cắt bính đó chỉ là một hình thức thôi. Có một vị nhân đã nói, chỉ cần đánh thức dân chúng đuổi đi liệt cường mới có thể cứu Trung Quốc. Đúng. Lý luận này thì là dĩ vậy. Nên bớ. Anh hiểu sao? Yes. Tôi không biết đâu. Hả? Bây giờ về thả lại không chịu về chứ làm sao đây? Anh trong mấy người bên đâu đã coi hết rồi sao hả? Học dân. Thật ra cậu có biết hay không biết? Dạ biết. Tri chi di bất tri, chi chi di bất tri, chi chi di bất tri. Còn mở cửa cho cha có nghe hay không? Đọc tầm 7 tầm 3. Ê, nè nè, tôi vừa mới vô coi học văn thôi. Nó học hành sáng đêm, cho nên nó bị cảm đó mà. Bị cảm? Ừ. Không chừng sẽ bị viêm phổi. Ê, nè nè, đừng có vô phá nó nữa. Sắc thuốc cho nó nha. Ông ta đi sắc thuốc. Ờ, ông đi đi. Tri chi di bất tri. Nè nè nè, đừng có đọc nữa, người đâu rồi, hả? Mẹ. Thôi, bây giờ mới về hả? Xem chút là bệnh báo ai rồi nè. Con đi đã nửa ngày rồi, nói cho mẹ nghe, con đã bắt được con chuột chưa hả? Làm gì được mau vậy? Phải rồi mẹ à, say no lấy gì? Lấy từ chối người ta. Sao đây, Rose say no với con hả? Đâu phải, mẹ à, dạy con anh ngữ nha. Chuyện gì? Sao khi không lại muốn học anh ngữ chứ? Đám bạn học của Rosie nhiều khi nói tiếng Anh, cô nghe không hiểu gì hết. Bây giờ con mới biết rõ, thế giới bên ngoài thì là lớn quá. Những thứ muốn học, học cả đời cũng không hết. Phải, học không bờ bến mà. Con muốn học quán Trung Tây, không thành vấn đề, mẹ sẽ dạy cho con. He is my father. He is my father. Đọc theo mẹ. He is my father. He is my father. Thật. She is my mother. She my mother hả? Mẹ à, con đọc lại cũng giống chứ hả? Không phải là cũng giống, mà lại sai bét. Mẹ không làm con sợ chứ? Mẹ còn dữ hơn cha nữa. Dĩ nhiên rồi, con muốn sớm bắt được con chuột mà. Không dữ không có được đâu, con biết không hả? Mẹ à, con biết khổ tâm của mẹ lắm. Vậy mẹ đừng có dạy con, mẹ đi phá đám nha. Vậy con muốn học cái gì? Hay là mẹ dạy con anh yêu em trước đi. Ngoan lắm, vậy không ổn, mẹ thương con. Anh yêu em hả? Thì là I love you. I love you, Rosie. Mẹ à, có đúng không? Ừ, đúng. À, đúng lắm. Nhưng mà đừng có bao giờ có vợ rồi thì bỏ mẹ nha. Một cây đèn thuốc chiếu phòng không, hai giai nhô lên như gió thường. Ba bữa cơm nước không nơi tiền, bốn mùa y của kiều bán hết. Nhanh tay chút, kiếm mau. Mở lên. Bốn mùa y của kiều bán hết. Ê, lại. Một cây đèn thuốc chiếu phòng không, hai giai nhô lên như gió thường. Con bé này, đừng có tới đây kiều rẽ ôm sừng. Hãy theo tay về đi, rên rỉ đi. Ê, con làm gì vậy? Yeah!
Như Phong là bế, ngửa lên đi thôi. Dừng ra thấy cực. Wow, lợi hại thiệt. Hèn chỉ mà hắn không cho cắt bính. Yes. Sợ cái gì? Chuyện gì đi? Sao kêu để ông sao mất vậy? Hả? Đất nó gì cho ta? Chưa, trong thùng chứa lá trời đều là áp điện. Hả? Áp điện? Chắc kì, anh không sao chứ? Không sao, sẽ nói chuyện gì? Anh đã làm bể bánh của bọn Tây Dương đã lập công lớn rồi. Tôi? Tào đại nhân, ta nghe nói bến đò có người cướp việc phá đám, cho nên tới phong tỏa hiện trường. Đại nhân, xin mời về. Ta là chuyên viên hải quan, có người tới đây chở lậu áp điện, ta không thể bỏ mặt được đâu. Ta là người không đủ sức. Ông chủ của tôi là công ty Đông Ấn Độ của đế quốc Đại Anh, không đủ sức hay sao? Xưa già, kẻ biết thời vụ là Tuấn Kiệt. Ông cứ coi như không thấy gì hết, về nhà hút vài ngao đi, để ta lo liệu chỗ này cho. Chuyện đổ bể ra sẽ bị người ta nói đó. Đem lá trà chở đi, đưa vào kho. Người muốn sao? Mễ thuốc thọ cao đó từ trong tay của anh bị đám hải quan lấy đi, anh phải lấy về cho tôi. Nếu không đừng có trách tôi không có nể mặt. Ông Smith, nếu có trách thì trách hai tên thủ hạ của ông đi gây chuyện ở bến đò. Tại vì họ gây chuyện thôi. Họ ở bến đò bị người ta cay áp phiện, rõ ràng là muốn chống chọi với chúng tôi. Anh phải bắt hết họ về. Đừng. Anh dám hăm dọa mệnh quan của triều đình, tôi sẽ bắt anh về nhà bụng. Anh dám bắt tôi? Từ hay thấy hậu của anh cũng phải nể mặt người anh quách chúng tôi. Anh chỉ là một võ trạng nguyên thôi, còn đám gì đâu. Tôi cho anh biết đây là chỗ của người Trung Quốc, chúng tôi quyết không cho phép anh làm bậy bạ khi dễ người ta. Thế thì về nhà bụng. Ông Smith, về việc áp hiện tôi sang bài cho xong. Cáo từ. Huynh đệ, mình đi. Huynh đệ, đi. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử phục lại. Tôi có cái gì mà làm sư phụ các người? Tôi đâu có du học đâu chứ, lại không có cắt bính. Ê, cũng may là không cắt bính thôi. Mong sư phụ truyền dạy bính tử công. Như vậy từ nay đi đường đêm khỏi phải quýt sáo, phát truyền đơn cũng không phải là bỏ trốn nữa. Nhưng mà bính của các người là bính giả, tôi là tập không được đâu. Tập không được hả? Được rồi, tại mày thôi, tại mày thôi, tại mày á, tại mày. Được, được, được. Học bính tử công không phải như là con ếch nhảy ba cái thì ngừng hai cái đâu. Vậy vậy làm sao? Tôi đã trải qua hơn 10 năm thắt bính năm mông, tập trung học hành thì mới thành được. Chị em phải thắt bính năm mông, tôi dạy cho em đi. Được, vậy chúng ta thắt bính năm mông. Tâm tự nhiên, chưa đã có lập đạo tư lý, giải trái lớn, học trí tính, tinh hoa học, cam lương trạch, tâm chân giả, không sở thật. Ai không học đàng hoàng thì không thể tập thành bính tử công. Ngờ anh chị có tài dỗ ngọt đám con nít. Bính tử công thì tập thành như vậy sao? Là thiệt đó. Nói ra phải cảm ơn cha của tôi, từ nhỏ đã cầm roi ép tôi chơi bính để học, tôi mới có được ngày hôm nay. Bộ anh hợp chứ cha của anh lắm hả? Làm sao mà hợp, ít khi nói chuyện lắm. Nhưng mà ông đã hy sinh vì tôi rất nhiều, tôi rất là cảm kích ông. Cha của tôi cũng rất là thương tôi, nhưng mà chúng tôi không hiểu nhau. Tôi rất ghét ông bút có tiện, nhưng mà ông lại cai không nổi. Cai thuốc cho người ta hả? Cha của tôi rành lắm. Vậy anh có biết không? Dễ thôi mà, đâu có khó gì. Kìa. Chào đại nhân. Ông Giang, con thì là khéo chọn chứ. Cha nói sang tới đâu rồi? Con dẫn đến về để chữa bệnh cho cha thôi. Chữa bệnh? Cha đâu có bệnh gì đâu. Coi cha nè, sung sức lắm đó.
chính là cái này nè. Đưa con. Vậy mà bệnh sao? Hút điếu áp phiện còn sướng hơn là thần tiên nữa kìa. Lạc thú này đó hai người không có hiểu đâu. Ê, chắc kìa, lại đây. Nè, đã cho cậu thần tiên nha. Chỉ cần hút miếng thôi, bảo đảm sướng hơn thần tiên nữa. Khoái chí liền miền đó. Chắc không biết đâu, cảm ơn. Ta tới đông, ngươi theo đông, ta tới tây, ngươi theo tây. Đó, lấy đi, qua đi, qua đi, qua bên đây. Ê, chắc gì, coi chừng nhớ đừng có làm cho cái tao bị thương đó. Yên tâm đi, tôi làm được mà. Đây là môn võ gì kỳ vậy hả? Tay của cậu bị ta dính sát không có làm sao bỏ được hết. Đây là sức dính của Thái Cực Dính, tùy công bác. Dính lên cháo rồi thì không có thoát được đâu. Ta thì là không tin cậu còn trẻ như vậy mà võ công cao cường. Không tin đâu à. Đại nhân, xin lỗi đại nhân, xin lỗi đại nhân. Tốt. Nếu như đại nhân tập thành công phu này hả, nhất định là sẽ lạc thú vô cùng và sẽ được sống lâu trăm tuổi, luôn luôn khỏe mạnh. Bây giờ trước tiên đại nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt đi. À, nhắm mắt lại. Phải thật là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. À, nhẹ nhàng lắm rồi. Đúng rồi. Chuyện gì? Cái môn võ gì mà kỳ quá vậy? Cái này là công phu cai thuốc độc, môn gia truyền của chắc kỳ đó. Gì đi, thì ra con thông đồng với nó bắt chắc cai thuốc à? Đại nhân, Rosie nghĩ tốt cho ông thôi. Áp phiện thật là hại người lắm. Nếu nghiện rồi, không phải là sướng như thần tiên đâu, mà sống về Tây Thiên đó. Đúng. Cha có biết không, người Anh Quốc thì họ tự cấm áp phiện nhưng mà lại chở tới Trung Quốc bán. Cha là quan phụ mẫu thì cha phải làm gương tốt, không được hút áp phiện. Cha có hiểu hay không? À, lý lẽ lớn này tao hiểu. Từ ngày mẹ của con qua đời đó, trong lòng của ta chỉ có con và nó là hai bảo vật thôi à. Con lại thường không có ở bên cạnh của cha, không có nó, con bị cha làm sao sống qua ngày đi chứ. Được rồi, có nó thì không có con thì không có nó. Nếu cha muốn chọn nó thì con sẽ về bên Mỹ. Vậy cha cứ việc hút. Con đi. À, con đứng lại đó, đi đâu vậy? Con về Mỹ, không ở đây nữa. Ở đây. Dĩ nhiên là cha chọn con chứ hả? Ta vì đứa con gái cưng này, con biết đã cai bao nhiêu lần rồi. Cậu đói ta vậy làm sao ta cai được đây? Được chứ, đại nhân yên tâm, nhất định sẽ linh nghiệm. Vậy phải trói bao lâu đây? Vậy thì phải coi đạo hạnh của đại nhân đã. Ít thì 5-3 bữa, còn nhiều thì 5-3 năm. Hả? 5-3 năm mà? Chờ, lại muốn bắt cuộc hả? Không. Ta nghĩ là nếu phương pháp này được thì nhờ Tích Kỳ chữa luôn bệnh cho hai thủ hạ của cha thôi, chỉ có như vậy đó. Hay quá. Vậy thì để Chắc Kỳ cảnh chỉnh đốn lại quân ngũ cho cha, được không? Được. Chắc Kỳ, mình đi. Ok. Thái Cực Trữ sức như kéo cung, phát xuất như tên bắn. Phát xuất như tên bắn. Có chuyện gì đây? Các người làm như vậy thì làm sao có thể bảo vệ cho quốc gia? Đứng dậy. Cô Hai, cô đứng coi, dĩ nhiên là dễ dàng, đâu có gì đâu. Rõ ràng là nỗi cơn nghiện thôi, còn dám cãi. Coi cái tướng khỉ của anh kìa, còn không mau đứng dậy tập luyện. Lúc mà đại nhân luyện binh thì nhất định sẽ cùng chúng tôi hút vài miếng thôi. Cô Hai, nếu mà cho chúng tôi hút vài miếng thì bảo đảm sẽ sung sức thôi. Câm miệng. Chắc gì, cho họ biết tay. Nghe đi, đại nhân các ngươi nhờ ta chữa bệnh cho các ngươi. Khôn hồn thì giục bỏ đi thú đi, nếu như không thì đại nhân các ngươi sẽ là gương tốt. Ung Dừng. Lệnh, sao anh tới đây? Sao anh tới đây vậy? Cha mời anh tới. Phải phản loạn. Lần trước ta nể mặt của Ung Dân ta cho người, người còn dám tới đây để mà lừa gạt bịp bợm hả? Lâm tiên sinh, tại hạ có đọc qua sách Thánh Hiền và biết được lễ nghi liêm sĩ, bốn chữ lừa gạt bịp bợm, thật không dám nhận. Xin lỗi. Ê, anh làm gì vậy? Không có gì, anh muốn thử gắn tôi, võ công giỏi lắm. Mình qua bển đi dạo chút. Được, chắc kỳ tập tiếp đi. Giỡn gì, tập tiếp đi. Kiếm em có chuyện gì? Chuyện anh nói với em đã quên rồi hả? Chuyện gì? Còn hai hôm nữa là sinh nhật của anh. Sinh nhật? Phải, anh sẽ mở du hội mong là em tới dự. Nha. Được, em nhất định tới. Ung Dừng à. Hả? Mình qua bển rồi. Em thường ở chung với bọn Tây Dương giả, rồi làm cái gì dân chủ cứu quốc, khoa học cứu quốc đó.
vô dụng thôi, sẽ bị xử chém. Em biết, nhưng mà bây giờ em với anh đã nghĩ những việc khác nhau, như vậy có ý nghĩa gì? Vô ý nghĩa? Ý của em là ở chung với anh vô ý nghĩa hả? Còn ở chung với thằng nhỏ đó thì lại có ý nghĩa, có phải không? Anh nói sang đâu rồi? Anh có biết không, anh đã thay đổi quá nhiều. Anh đã chung vừa lương tâm cùng với người anh, cấu kết với người Tây Dương để buôn áp viện. Đừng kéo anh nhập chung với anh hai của anh mà nói. Anh bán áp viện còn bán mết đấy anh. Anh chỉ biết danh công danh lợi lộc, để cho em được hưởng vinh hoa phú quý, đừng quan tâm nhiều tổ. Những gì anh làm là vì em thôi. Đừng nói thêm, nếu còn nói tiếp em thì không muốn gì buổi gia hội này. Anh hiểu được, vậy em hãy suy nghĩ chút đi. Nhưng anh thiệt mong là sẽ gặp được em trong vũ hội, mong làm được vui. Thôi xì, chuyện gì vậy? Không có gì. Tôi khiến cho hai người gây gỗ hả? Không phải. Ý, anh biết Như Đầm không? Biết chứ, tôi biết mối điều hết à. Không phải là điều hái trà đâu, là điều nhảy tango. Tango? Tôi chưa bao giờ nghe qua. Hay dẫn tôi đi coi cho biết nha. Ok. Mẹ à? Mẹ, coi con kìa, cười tươi như vậy, có phải là đã bắt được con chuột rồi không? Con chuột đã dẫn con về nhà, giờ mà con đi gia hội làm bạn của cổ đó. Ý, như vậy là sắp sửa thành công rồi. Để mẹ được ẩm cháu cho sớm hả? Mẹ à, đừng nói xa xôi quá mà. Con chuột kêu con nhảy tango, nhưng mà cái này con đâu có biết, làm sao đi? Ý, chuyện này đã có mẹ, bây giờ là lúc mẹ phải thi triển tài cán rồi. Nhanh, 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 chậm. Nhanh, 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 chậm. Ê, con đã nhìn rõ chưa hả? Mẹ à, dạy cho con đi. Được, mẹ dạy con. Hết nhanh, hết nhanh, chậm. Hết nhanh, nhanh, chậm. Nhanh, nhanh. Đạp chân mẹ hả? Không có sao, lặp lại. Nè, lặp lại đi. Nhanh, nhanh, chậm. Nhanh, nhanh, chậm. Nhanh, nhanh, chậm. Rồi sai một vòng. Ê, nó xem mẹ. Hả? Mẹ à, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Đừng gì nữa nha. Ê, không có sao đâu. Cùng lắm là như vậy, nếu mà mẹ té nữa, mẹ sẽ không có kêu đau nữa đâu. Nha, làm lại. Nhanh, nhanh, chậm. Tè. Lại đây. Nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Được rồi, làm lại. Nhanh, nhanh, chậm. Nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Mẹ à, xin lỗi nha. Mẹ đau nữa hả? Mẹ không sao. Nhẹ tay chút được không hả? Kêu réo cái gì? Tại bà tự trúng lấy thôi. Ông chỉ biết nói mát thôi. Tôi chỉ biết nói mát thôi. Con của bà có tốt với bà bằng tôi hay không? Tuyệt tình. Vậy thì phải, cũng là ông tế nhị hơn. So thêm một hồi nữa đi. Thiệt là thoải mái quá. Bà thì thoải mái. Có chuyện này tôi không có muốn giấu ông. Hôm nay thằng con của ông đã đụng trận với đám tay sai của người Tây. Đánh lộn. Nếu lỡ gì nó bị người ta đánh gãy tay thì sao? Ông đừng có lo. Bị gãy tay gãy chân rồi á, đâu có biết đi về chứ. Cho ông biết nha, con của ông thiệt là giỏi lắm. Lấy ít đánh đồng, đánh gục hết đám tay sai của bọn Tây Dương, lại còn vạch ra cái âm mưu của bọn Tây Dương buồn á phiện. Nó là một đại nộp ở Hàng Châu này rồi. Cái gì? Đánh với bọn tay sai của người Tây Dương mà còn có mạng trở về? Nói với cái gì? Mất dịch, cả ta người cũng có biết. Bắt Thái Dương, thủ hạ bại tướng cha ta chứ gì, không còn mặt gặp người ta. Không cần tôn tiền, để ta cho người biết tay. Xuống ngay cho ta. Lên đây đi. Không chịu xuống mà giúp con. Người muốn trả cho hết kiếm hay là muốn xuống đây? Tôi xuống mà. Được. Bây giờ tôi lại không muốn xuống. Lên đây đi, lên đây. Ngỏ gì? Ây ơ. Tiếp chiêu.
Còn mà không thể đánh tại sao không đánh? Chỉ đứt cái vài ba chiêu thôi là muốn xâm phạm giang hồ hả? Không ngờ ngươi ngoài cái tiền chó ra còn có tay heo nữa hả? Nhóc con tốt là dùng ma thật là bất giải mà. Cứ cả ngang ấy ạ, cả đạp đất ấy ạ, pháo liên châu ấy ạ, pháo liên châu. Nhóc con để ta giải ngươi. Bạch xà thấu tinh, xây mình đè tay, sáu bụng bốn cánh, con cò xè cánh, cú dưới nách. Thôi chết, ra đã hơi nặng rồi. Sao ngươi biết quyền thái cực? Thiệt là nông cạn. Trên giang hồ kẻ biết quyền thái cực không phải chỉ có một mình cha người. Đi đâu mà học được quyền cao cao? Thi trung tự hữu vàng chi mốc, bốn công tử tự học thành tài đó. Như vậy ta chỉ cần biết quyền cao cao nhánh xong ra sao? Mình mong công chánh nó bị lợi đi đời. Thằng bất hiếu này, anh đánh cho mày chết nè. Mày làm bị bể. Tôi lại bắt nó bị lợi. Thằng bất hiếu, anh ta đừng có biết tao. Thằng Long giải tôi. Giả cái trả hả? Mùi vị thế nào? Chí bảo tam bánh. Thằng Long giải tôi. Đánh chưa? Đánh chưa? Mày còn không thức dậy? Hôm nay ông làm cái gì? Ánh nắng nó rọi tới mông rồi còn không thức dậy tập thái cực hả? Sắp tới giờ cơm trưa. Ê, mà con bị cái gì vậy? Không có, bị đau răng thôi. Được coi coi. Bị đau răng mà như vậy sao? Chắc là bị ghẻ lỡ. Đã nói đàn bà không biết chuyện, ghẻ lỡ sao mọc trên mặt này chứ. Ta nói đau răng là đau răng. Ờ, được. Ông nói đau răng thì đau răng, để ta đi lấy thuốc đau răng cho ông nha. Nước lại. Ta có nói lấy thuốc đau răng đâu. Tưởng thông minh lắm. Thế thiệt lỡ gì mà gặp dữ. Mẹ à, cha. Mẹ à, cha bị gì vậy? Cha của con nói là bị đau răng, bị đau dữ lắm đó. Nè, con còn đứng đây làm gì? Ông là cha của con qua hỏi thăm ông chút đi. Ờ, cha à, con qua coi nha. Đau răng có gì mà coi, về phòng học hành đi. Hôm nay bị cái gì đây chứ? Uống lộn thuốc hả? Mẹ à, mẹ đừng có lo. Cha đau một chút cha chịu nổi mà, không sao đâu. Con đi rồi thì em sẽ ngồi dậy ngay mà. Thiệt hả? Dạ phải. Nè, chuyện gì đây? Con chủ kêu con tối nay đi về vũ hội. Vũ hội? Con muốn mẹ làm cố vấn hình tượng cho con. À được, không thành vấn đề. Cha à, con đi nha. Nè Giang, à Giang, còn nhớ nha, đừng đạp xin chân của con chuột đó. Nhanh, nhanh, chậm. Biết rồi. Mau, mau, chậm, chậm. Mau, 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 chậm, chậm, mau. Nhóc con, đứng lại đó. Quy, chó không có cản đường, đừng cản người ta đi bắt chuột nha. Dừng thấy cực lại của ngươi, nói. Nãy mau. Thì ra là bắt Thái Dương, chân đã hết què rồi hả? Ngứa mình muốn bị đòn sao? Cái miệng thối, muốn bị đòn à? Ủa, nó đánh là đánh liền hả? Phồn phân thối, liên hoàng giáo cũng thối. Ô điệp thối. Chuyện gì mà mạo vậy? Hết đầu răng, tới bị trẹo cổ hả? Hả? Bắt Thái Dương? Ê, lo cái gì? Trường Giang sống sau dùng sống trước, ông cứ coi đi. Đạp tuyết cầm ơi, vì qua phát liệu thiên quân áp đỉnh. Cuồng phong bay. Nhóc con, người ta chiêu quỷ gì đó? Cái gì mà quỷ chiêu thần chiêu, đánh trúng ngươi là tuyệt chiêu.
võ công của cậu có khá hay không, ông phải rành chứ. Làm dơ áo hoàng tiệc của tao. Lộn ngực phương quân Liên Hoàng Giáo Tiễn Cứu, sao ngươi biết dùng thoái pháp của ta? Vừa mới học của ngươi đó. Nhóc con, ngươi giỏi thiệt. Tại tiền bối tha thôi. Thua cho ngươi thì là thua, sao nói ta nhường ngươi? Giả dối. Dạ vậy. Đừng có mừng dối, để ta tập thần chiêu sẽ trở về kiếm ngươi. Nè, tiền bối à, năm nay bao nhiêu tuổi, còn tập nữa hả? Đừng ngốc, ta vẫn còn thân đồng tử nè. Thiệt là thông minh. Ê, vừa rồi bắt Thái Dương nó là sẽ trở lại, coi bộ mình phải dọn nhà nữa rồi. Bà nhà, hôm nay nói chuyện sao mùi mốt vậy? Ê, Văn à, còn không đi bắt con chuột về? Lâm đại nhân, chúc mừng Lâm đại nhân. Chứ đại chậm trễ, mời tự nhiên. Cô Dư, chúc mừng anh, sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng, sinh nhật vui vẻ. Sợ tới đây gì? Em mời anh tới. Đi theo anh. Xin lỗi các vị, cảm ơn các vị đã tới dự vũ hội này. Trong vũ hội sinh nhật của tôi có một nguyện vọng, đó là người tôi thích xe bên cạnh của tôi. Các vị nhảy đầm đi, chơi cho vui vẻ nha. Tango. Tại sao không mời em nhảy? Nhảy đầm, anh đâu có biết nhảy đầm chứ. Vậy sao anh? Ê, vũ hội tới đây chỉ về mà thôi. Em yên tâm đi, anh đã mời nhiều cầu thủ võ lâm tới đây nhảy với em. Cảm ơn anh. Chơi chơi vui vẻ. Rosie, Tango. Xin lỗi nha. Quỳnh đệ lâu nay còn uống rượu mà, tới đây có chuyện gì? Thấy vui vẻ thôi. Để cái chai ở đây. Thì là vui quá. Uống rượu nhảy đầm mở vũ hội, mới hành đó thì nào mới xong. Có biết hôm nay sinh nhật của ta hay không? Dám tới thì phá đám hả? Cút đi. Ông Smith, hôm nay sinh nhật của em ta, xin đừng làm như vậy. Nếu kiếm không được mới hành đó, ta bắt ngày sinh nhật của anh biến thành ngày rỗ. Tốt nhất hãy khôn hồn một chút đi. Ông chủ, hôm đó ở bên đời chính là hai tên đã phá đám. Hai người này tại sao có mặt ở đây? Bắt tụi nó về đi, mau lên. Người muốn sao? Có lẽ gì hôm nay của ta? Thì ra các người chung một lũ cấu kết với nhau hả? Để mình nuốt mới hành của ta. Đi về. Ông Smith, ông Smith à. Là tango dân gia do tôi sáng chế. Tăng đồ của dân gia thì là lợi hại quá. Hay thiệt. Hay quá, hay quá. Anh Vinh. Lâm Vinh. Đồ nhấp cầu, ta phải quyết đấu với người. Bộ điên hay sao? Chúng ta đâu có thù quán gì, sao lại quyết đấu? Chúng ta dùng quyền cướp phân hơn kém. Ai thắng sẽ được uôn dần, ai thua thì phải đi ngay. Cái gì? Anh coi em là món hàng à? Đúng vậy, cô đâu phải là món hàng. Ta không đấu với người đâu. Vậy đừng sắp chung với cậu nữa. Anh Vinh, anh hãy lý trí một chút. Cho dù anh có thắng đi nữa, cũng có ý nghĩa gì? Còn hỏi anh ý nghĩa gì? Em là chị hôn thê của anh đó. Anh đấu với anh, là nhất định phải thắng anh. Được, nếu tôi bị thua tôi sẽ có lỗi với mẹ của tôi. Tới đây. Anh không sao chứ? Em thuộc về anh. Không thể thắng thì đừng có đánh nha. Yên tâm đi, tôi không làm mẹ tôi thất vọng đâu.
thì để đó đi. Đi bao đi. Mày đi. Con đào bị người ta giật đi hả? Để thì tao đưa mày lên trời. Lên trời chờ nó đi nha. Giao cho Tâm Đồng, nói là vì giành gái mà chết đi, chờ tin của anh. Như vậy thì Tào gia với Lâm gia nhất định sẽ trở mặt thành thù. Ồ, đừng lo, tôi sẽ đi làm ngay. Tôi chờ tin của anh. Anh không được vui hả? Em cũng đâu có cười. Việc gì anh cũng phải theo em hay sao? Thật ra em cũng có thể theo anh mà. Thiệt hả? Rose, I love you. Anh định nói sai hả? Thiệt ngốc quá. Không phải, anh thì là ngốc lắm. Anh phải về lo lót cho mẹ. Mẹ lo lót cho cha của anh. Còn cha của anh thì lo lót cho cha của em. Vậy biểu cho em gả cho anh nha. Vậy chuyện này là chuyện với hai đứa chúng mình thôi. Đây là quy củ. Đẹp gái quá à. Cảm ơn cháu nha. Bộ đồ này đã 20 năm rồi không có mặc. Chỉ mới lấy ra ngày hôm qua thôi. Cháu đừng có cười bác nha. Bác thì quá cái xấu rồi. Kiểu này thì nành nhất ở Mỹ đó. Cháu thiệt là khá ăn nói. Bác thì là lỗi thời rồi. À, anh Kim tiên sinh, không biết là ông có ý kiến gì về hôn nhân của Rose với lại Jackie đó hả? Cái gì rồi? Cái gì Jackie? Hôn nhân của họ mắc mới gì tới mình chứ? À, cha, Jackie là con đó. Cái gì? Con là Jackie. Rose, hai con đi miệng hướng tuần trăng mật hả? Bác với ba của Jackie cũng phải đi đó. Thiệt là hay quá. Trời ơi, hay quá. Con gái cưng của ta, nó tốt bụng lắm. Từ nhỏ nó có đại trí rồi.
chỉ là hơi đành đá một chút thôi à. Chứ coi kìa, coi kìa, còn chắc kỳ của anh thì khác à. Đành lịch sự phong nhã, văn võ song toàn, từ nhỏ nhất định được anh răn dạy nghiêm ngặt á. Ờ, không dám, không dám. Thưa bác, cũng là nhờ công lao của cha con. À đúng. Phải, không phải, không phải. Tào Quỳnh, quá khen rồi. Khách sáo quá. Cho chỉ biết một mà không biết hai. Thật ra công lao của bác gái mới là to lớn nhất. Đâu phải, đây toàn là công lao của Dương gia chúng tôi đó. Quá khen, quá khen. Tào Quỳnh, thành công cai được Á Phiện, khiến người kính phục. À, không dám. À, hôn nhân này của mình cũng có thể gọi là môn đăng hộ đối chứ. Vậy thì hôn nhân của Rose và Chucky tôi quyết định vậy nha. Quân tử nhất ngôn. À, quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Quân tử nhất ngôn. Hay lắm, quân tử nhất ngôn. Mami. Ngoan. Quân tử tôi. Vậy chặt cái đi. Lâm đại nhân, người dẫn mình dây chặt hàng sẽ là gì, chuyện gì? Nói đi. Chuyện gì hả? Hỏi con gái kia của ngươi đi. Còn hắn nữa, hai người đã giết chết em trai của ta. Cái gì? Người nói họ giết người? Chúng tôi không có giết người. Lâm đại nhân, ông đừng đổ oan chúng tôi nha. Ta đủ oan cho hai người. Em trai ta là vị hôn phu của cô. Cô đã cấu kết với tình phù, ra tay ác độc. Mỗi tù giết kịp, nợ máu trả bằng máu. Hai người theo ta về, hay bắt ta phải ra tay. Thưa cha, thưa mẹ, cha mẹ đừng lo. Ai lỗi ai phải sẽ có công luận mà. Cha mẹ bảo trọng. Đứng lại, trở về. Lâm đại nhân, đi nha. Thằng con này của ta thì có nhiều khi không nghe lời ta, nhưng mà ta tin nó. Nó quyết không giết người đâu. Người, người rõ ràng dùng chúng cho con hành động. Bắt hết vậy cho ta. Đứng lại. Được, 10 năm trước ta nhìn thằng con đuối lùi giang hồ. Hôm nay thì đứa con của ta đã tái xuất giang hồ. Học dâm, con đi đi. Cha, để con sẽ cảm ơn cha. Chúng ta xong ra ngoài. Dám kháng cự hả? Giết cho ta. Tại sao còn không đi? Mày đi. Không sao rồi, không có sao chứ. Sao mà không đi? Vợ chồng vốn là chim trong rừng, nay gặp đại họa, tao quyết không có bay một mình đâu. Thiệt là hay lắm. Bà xã, mình đi. Ai đó? Cái tình. Anh chị tới đúng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy thằng Smith giết chết Lâm Vinh. Giải quà cho anh chị đó. Các người đang làm gì vậy? Thuốc nổ dùng đối phó Smith. Chúng tôi đã điều tra ra, hôm đó hắn chở phiện. Vậy bây giờ ở đâu? Đi kiếm mới áp viện đi. Nào. Lạnh quá. Anh Trần.
Nhưng mà phát này không có địch may mắn như vậy nữa đâu. Người dám tới cướp của hàng hải quan, còn nổi xuống giết người. Chúng ta không tha cho ông đâu. Không tha cho tao rồi làm sao? Cái tên hung thủ giết người, ngươi thật là bị ổi. Ngươi giết chết Lâm Vinh. Bây giờ tụi tao cho tụi bay xuống gặp nó. Tây Dương, dùng ám khí Tây Dương đánh lén người thật là bị ổi quá. Tây Dương, để tao chơi với ngươi nha. Bạn trẻ, thằng tay này quyền cứ cứng lắm, cẩn thận. Cứng hả? Để tao đập cho nó mềm luôn. Giải thiệt, thiên hạ đệ nhất nhường cho ngươi đó. Đây là môn công phu gì? Đây là bính tử công, chuyên môn đánh những người như ngươi đó. Cô thấy sướng hay không hả? Coi chừng bị tái chết đó nha. Tao chết sống với mày. Lại đây. Chết
Được Thái Dương, người hãy theo ta đi tự thú đi. Nếu như không, ta sẽ đánh người mẹ người nhà không ra luôn. Dám lên chơi với ta không? Ngươi chỉ biết chết là gì mà? Đã thì dạy tao ngươi luôn. Sao hả? Tỉnh chưa? Một nắm nhanh má trời. Hả? Chưa chết hả? Hoành tấu thiên quân. Chắc kìa, anh không sao chứ? Không sao. Vậy anh chết chưa? Không chết cũng bị thương nặng mà. Cô không sao chứ? Không sao. Vâng, ám khí Tây Dương đó. Ê, là súng Tây Dương, quy trình là nặng, chết ra. Mà cứng ta cũng đập cho mềm. Đứng chạy đi. Hùng thủ giết chết em con ở đằng kia, biết không? Là nó đó. Mày mới là hùng thủ giết chết em của tao. Mình đi. Ta là công dân của đế quốc Đại Anh. Ta có quyền đặt miễn ngoại giao để họ bỏ sông xuống đi. Tất cả bỏ sông xuống. Còn nghe ta nói gì không vậy? Bỏ sông xuống đi. Chết là đáng đời của mày, đồ Tây Dương. Khi nó đi. Dạ. Phải rồi. Ta phải cảm ơn hai người trả tôi giùm cho thằng em của ta. Thôi mình đi. Được, mình còn phải làm đám cưới nữa. Anh nói sao thì sao đi. Ông xã ẩm bà xã té xuống giường. Bà xã té